Theo như mình tính toán thì ở khu xanh này mới có K98Z anh em ạ. Ê thằng kia bình tĩnh mày. Mày không thấy tao, tao không thấy mày. Mày không thấy tao, tao không thấy mày. Mày không thấy tao, tao không thấy mày. Đừng nhìn vào đây, đừng nhìn vào đây. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng nhìn vào đây, đúng rồi, đi đi. Đi đi. Tao mặc quần đùi đi vào bạ. Con bị đuổi ra. Anh em đang thiếu kim cương hay đến với shop DucMomTV.net. Lơi mua hạc và quay kim cương giá rẻ. Shop đang giảm giá đến 80% tất cả các vòng quay. Tỷ lệ lẩu hũ rất cao. Chỉ với 15.000 đồng các bạn có cơ hội nhận được hàng nghìn kim cương em ạ. Còn chần chờ gì nữa, vài xách đít lên đi mua thẻ và lạp vào ngay. Chế độ sinh tồn, chiến đấu thật phong cách. Anh em có nghe thấy cái gì không đó hả? Chị tiếp viên hàng không chỉ bảo chế độ sinh tồn, chiến đấu thật là hồi lắt. Thì ok, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Mom đẹp trai, mã số 02 đến từ Dubai đây anh em ơi. Thì hôm nay tôi quyết định sẽ làm thử thách bắn 2 cây K98 và giành top 1 nhá. Đầu danh này chúng nó bắn rất là kỹ, cho nên là tôi kiểu quay đi quay lại rất nhiều lần đấy. Lần này phải là lần thứ 40 mấy rồi thì tôi mới quay được cái clip cho anh em xem ấy. Thì anh em ngại gì cũng bấm cho mình cái nút like nhở. Từ từ mình tính tiền cái thằng này đấy anh em ơi. Mày chạy đi đâu? Tao hỏi mày bây giờ mày chạy đi đâu? Trả lời. Anh em ơi, mình xử thằng này xong em bấm like nhá. Một thằng, hai thằng. Theo như mình tính toán thì chắc chắn ở trong khu xanh này sẽ có K98Z anh em ạ. Nhất là đảo Thiên Đường, bởi vì ở đảo Thiên Đường có rất là nhiều K98Z. Ok, nhặt cho mình cái giáp bài đã. Ok, thì bây giờ tôi sẽ vào trong cái khu trượt tuyết này để nhặt cây K98Z nhá. Đảm bảo kiểu gì cũng có luôn. Rồi tôi đặt đây trái mìn cái đã. Rồi có cả keo luôn này, ngon thế nhở. Ui giời, nhiều keo đấy. Rồi, K98 đây rồi. K98 trong tay, rồng bay phượng múa, hai cây luôn. Đỡ khỏi đi kiếm nhiều. Ok, hiện tại trong tay tôi đang cầm hai cây K98. Thì tôi sẽ vẩy K cho mọi người xem cái trình độ vẩy K của Đức Mõm nhá. Nhạc cho mình là trái mìn em à. Ok, thì bây giờ tôi sẽ ra tôi cài mìn vào để cho có 4 quả luôn. Kiểu gì thì kiểu cũng chết. Nếu mà tôi mà đặt mìn không chết ấy, khả năng là tôi là con các bạn luôn. Hứa một câu danh dự và uy tín nha anh em nhá. Ai đó ló cái đầu ra đây coi. Ở đây có một thằng anh em ạ. Thằng thiểu năng kia, mày chạy đâu rồi? Từ từ, mình hình như là nghe tiếng chân rất là gần luôn ấy. À, nó đang núp sau thùng anh em ạ. Thằng này nó phải thốt lên một câu là thôi xong rồi, gặp Đức Mõm rồi, trận này lại trừ ranh rồi. Hiện tại thì chân tay này đang run cầm cặp anh em ạ. Rồi, tôi đáp quả bom mà tôi check vị trí. Ui giời ơi, mù mắt. Ui giời ơi, mù mắt. Từ từ, đặt quả keo đã. Bây giờ tôi sẽ thể hiện cái trình độ vẩy K98 anh em xem này. Một viên này, hai viên lên bàn thờ luôn. Ăn xôi nhá. Hiện tại thì cây K98 của tôi có trang bị cho mình một cái lớp skin. Phải gọi là một cái lớp sơn anh em ạ. Màu xanh rất là quyến rũ và cá tính luôn. Thì nói chung là tăng tốc độ bắn này, tăng cái gì tôi không nhớ. Nhưng mà nói chung là cây này bắn rất là ngon nhá. Hai cây K này có cái chức năng gọi là bắt tâm. Bởi vì là KZ ấy, K phụ kiện. Thì kiểu anh em bắn bừa cũng trúng người rồi anh em ạ. Hiện tại mình đang gặp một thanh niên đang buôn gỗ ở xưởng gỗ anh em ơi. Từ, thằng này nguy hiểm này, thằng này nguy hiểm đấy. Từ, tôi ke cái đầu nó nha. Lú cái đầu bị giật, ôi rồi ơi, nó đã bom. Rồi, lần này tập bắn cho mình lỏm cái người mình luôn. Lỏm cái người mình luôn. Vậy là 4 kill rồi anh em ơi. Nhưng mà khoan đã, từ, có 2 kill là tôi giết không liên quan đến súng K98 thì tôi bỏ nha. Thì tôi mới được 2 kill thôi anh em ạ. Thì như ban đầu tôi cũng kể cho anh em rồi đấy, là tôi quay tầm khoảng 40 mấy trận rồi. Thì trận này tôi nghĩ là kể cả top 1 hay không top 1 thì tôi vẫn sẽ đăng nhá. Có nhiều trận tôi quay top 1 mà, nhưng mà vấn đề là nó được có 5Q, 6Q không đẹp mắt người xem ấy. Cho nên là tôi quyết định là quay trận này là trận cuối cùng, tôi mệt lắm rồi ấy. Top 1 hay không thì các bạn vẫn xem nhá. Anh em xem clip của tôi thì anh em xem hết nhá. Đừng có kiểu xem tua làm gì. Anh em thấy cái bộ đồ tôi đang mặc có đẹp dai không? Nhìn chuẩn bài xoáy ca luôn. À, có thằng đu dây điện anh em ạ. Mày đu dây điện là mày tới công trị mày với tao luôn. Một đấm vào sườn. Anh em có thấy cái trình độ vẩy ca của tôi có tuyệt vời không anh em ơi? Vẩy hai khẩu luôn nó mới đẳng cấp chứ. Rồi lút cái đồ đã anh em ạ. Ơ kìa, có thằng chết mìn kìa. Tôi mà đặt mìn không chết ấy, khả năng là tôi là con các bạn luôn. Thấy chưa, tôi bảo rồi. Cái trình độ đặt mìn của tôi nó phải là đẳng cấp thế giới. Nói là phải uy tín như ở cái mặt tôi vậy, đúng không? Có niềm vui nào vui hơn là mình top 1? Có cái chết nào đau hơn là dẫm mìn không? Tiện đây tôi hỏi luôn anh em là có anh em nào dẫm mìn chết bao giờ chưa? Cái cảm giác nó thực sự là cay cú luôn. Thề luôn em, mỗi lần mình dẫm mìn là mình phải nói lên một cái câu trong đầu là đờ cờ mờ thằng nào đặt mìn. Vậy nên là anh em nào bị dẫm mìn chết rồi ấy, thì comment xuống dưới cho mình biết nhá. Thề luôn ấy, rất là cay luôn ấy. Mình đã phát hiện ra một thằng địch rồi. Phát này tao bắn cho mày lỏm cái người mày luôn. Thì lâu lắm rồi mình chưa làm clip cho anh em xem bình luận vui như hôm nay. Cho nên là tôi quyết định là sẽ bình luận vui hơn nhá. Một pha lọt khe. Đấy, anh em thấy tôi bắn lọt khe đẳng cấp không?
Rồi, tôi lạc đạn cây K98 đã. Kìa, lú cái đầu ra đây, lú cái đầu mày ra đây. À, thấy nó lươn lươn qua cái hàng rào đấy anh em. Bây giờ mày, tao hỏi mày, mày chạy đi đâu? Mày chỉ có chạy lên bàn thờ thôi, tao nói thật luôn đấy. À, mày bắn tao, mày lỏm cái người mày luôn. Nhanh tay đặt cho mình là một cái trái keo anh em ạ. Rồi, ở trên kia vẫn còn một thằng nữa. Bởi vì tôi thấy thằng này nó ngắm cái thằng bên trên. Khả năng là hai thanh niên này yêu nhau mất rồi anh em ạ. Nhìn nhau bằng một cái ánh mắt say đắm trong bồn tắm. Bây giờ thằng kia mày ở đâu? Cho bố cái địa chỉ. Từ từ, ôi thằng này nó có đạn tỉa này anh em ơi. Cộng vào đó là vài trái keo, nói chung là ngon. Tôi nhắc nhẹ anh em một tí là 6 giờ chiều nay tôi có tham gia một cái show Max Gen Z của Gazena anh em ạ. Ở trên kênh Gazena anh em nhớ theo dõi mình nhá. Thì anh em xem, anh em ủng hộ, anh em spam cái tên Đức Mõm Đẹp Dài cho mình nhá. Thì tôi cũng cảm ơn anh em trước nhá. Ló ngồi bữa dài anh em ạ. Thì hôm nay tôi sẽ cho anh em thưởng thức cái món gọi là mông xào rau muống, đầu địch sốt spaghetti anh em ạ. Trong cái lúc mà mọi người đang giao tranh như thế này thì nó lại đi ngồi ỉa bậy ở bờ rào. Thế có đáng xẻo mông đi lưỡng giả cầy không em nhở? Mà nó ngồi nó chả quan tâm mình ở đâu nữa. Bực thật. Rồi, nó có rất là nhiều lựu đạn nhưng mà cái vấn đề quan trọng là tôi đang làm thử thách bắn đôi K98 ấy, cho nên là tôi sẽ không nhặt lựu đạn nhá. Thế cho nó xanh chín. Rồi, anh em thấy không? Tôi có rất là nhiều keo. Ở đây tôi có 24 quả cơ. Thế này thì giao tranh thoải mái luôn anh em ạ. Rồi, ở đây còn thằng nào nữa không? Chắc là hết rồi. Bây giờ khả năng là tôi lên trên đỉnh đồi anh em. Mệt quá, mệt quá. Thằng nào bắn đấy? Thằng nào bắn đấy? Anh đang leo núi mà thằng nào bắn đấy? Bất lịch sự nhở? Người ta đang leo núi tự nhiên lại đi bắn. Rồi lên tính tiền thằng này luôn. Chắc chắn là sẽ có một thằng ở trên khu vực nhà lát này với cả một thằng ở trên đỉnh đồi rồi. Cái radar nó chỉ ok. Bạn có một cặp mông thật là quyến rũ đó bạn. Đó, anh em vừa được ăn lại cái món gọi là đít xào rau muống. À, còn một con nhỏ này nữa này, yếu rồi. Lại có một món ăn ngon cho anh em đây. Khả năng là con bé này tôi phải đem đi sốt cà chua anh em ạ. Sốt cà chua mày luôn. À, xử lý này, xử lý K98 này. Chết, tôi bắn nhầm chỗ rồi anh em ơi. Khả năng tôi phải đặt tên cho cái món mới này là món bưởi hấp xả anh em ạ. Bắn vào đâu không bắn này, bắn trúng vào bưởi. Thằng Đức Mõm này bất lịch sự thật. Rồi, thì chỉ còn lại là 5 thằng thiểu lăng. À, nhầm. Thì còn lại là 4 thằng thiểu lăng nữa thôi. Trong đó trừ mình ra anh em nhá, là còn 4 thằng. Mình lại nói lộn là còn 5 thằng thiểu lăng nhá. Chắc chắn. À, có một thanh niên áo đỏ. Áo đỏ chứng tỏ điều gì đây? Áo đỏ chứng tỏ là lên bàn thờ. Nhưng mà đâu rồi? Bạn đi đâu rồi? À, lúc mày lúc mày lúc và mày. Ơ kìa, KS kìa. Ừ.